Tiếp tục với diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, Sa Mã Đế Quốc đã bị ba thế lực của ba đế quốc bên cạnh liên thủ tấn công. Căn cứ theo tình báo, lần này dẫn binh là tông chủ Kim Nhạn Tông, Nhạc Lạc Thiền và ba đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc. Cho dù tông chủ Độc Tông không đến thì với thực lực của hai thế lực này cũng đã khó đối phó rồi. Lần này cũng may có Mỹ Đô Toa trấn thủ. Nàng ta vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm tới Viêm Minh mà chỉ cần nhắc đến sự tồn vong của xa nhân tộc mà thôi. Trong lòng nàng cực kỳ sốt ruột vì Tiêu Viêm đã bế quan đến một năm rồi mà còn chưa xuất hiện. Nếu chậm trễ thêm thì e rằng Sa Mã Đế Quốc và xa nhân tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Mặt đất chấn động kịch liệt, khói bụi bay tứ tung, vô số đất đá bị gió lốc thổi vào trong thành. Hung thủ làm chuyện này là tên Nhạc Lạc Thiên. Đúng như kịch bản, vừa mới xuất hiện, hắn ta liền bày tỏ thái độ tự tin và không quên nói nhà một hồi. Thực lực tên này mới chỉ là nhị tinh đấu tông, yếu hơn Mỹ Đỡ Toa. Mỹ Đỡ Toa xông lên tấn công nhưng tên này lại không có ý định chiến đấu đơn lẻ. Ba đại trưởng lão đấu hoàng của Mộ Lan Cốc nhanh chóng xuất hiện bảo vệ Mỹ Đỡ Toa lại. Biết đơn đấu sẽ không đánh lại nên bọn chúng muốn liên thủ tiêu diệt Mỹ Đỡ Toa. Chỉ cần đánh bại nàng thì Sa Mã Đế Quốc sẽ không còn sức phản kháng nữa. Hai Ba Đồng muốn xông lên trợ giúp nhưng Tiêu Đỉnh đã ngăn cản. Hai Ba Đồng và Sa Hình Thiên đã trọng thương từ lần giao thủ trước đó rồi. Để đề phòng những cường giả khác tấn công bất ngờ thì hai người vẫn nên ở lại phòng thủ. Nhạn Lạc Thiên cho Mỹ Đỡ Toa một cơ hội, nếu như nàng dẫn theo xa nhân tộc rời khỏi đây thì bọn hắn sẽ tha mạng. Vậy nhưng Mỹ Đỡ Toa thừa biết hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nói chuyện bằng lời không có kết quả nên bọn họ đành phải dùng tới vũ lực để giải quyết. Ba tên đấu hoàng lập tức lao tới tấn công, Mỹ Đỡ Toa dễ dàng ngăn cản. Nhạn Lạc Thiên thấy vậy cũng lao tới tham gia vào trận chiến. Sau vài chiêu giao thủ, hắn ta cũng sử dụng đến đấu kỹ, phóng ra nhiều phi tiêu truy đuổi Mỹ Đỡ Toa. Mỹ Đỡ Toa ngưng tụ ra nhiều thanh kiếm ngăn cản. Nhân cơ hội nàng ta đang tập trung đỡ đòn, hai tên đấu hoàng bất ngờ xuất hiện phía đằng sau đánh lén. Dù không thì hạ gục đường Mỹ Đỡ Toa nhưng cũng khiến nàng bị chút tổn thương. Mỹ Đỡ Toa phẫn nộ tung chiêu đáp trả, ba tên đấu hoàng nhanh như chớp tránh né. Cứ tiếp tục dây dưa, Mỹ Đỡ Toa càng lúc càng thêm trọng thương. Đấu kỹ nàng thi triển còn không thể địch lại đấu kỹ của ba tên trưởng lão, đã vậy còn bị Nhạn Lạc Thiên khống chế lại một chỗ. Tình thế trước mắt là Mỹ Đỡ Toa sắp phải hứng chọn mối chiêu vào người. Chỉ cần bị trúng đòn, nàng ta không chết cũng trọng thương. Nhưng mà đạo diễn đã không cho phép chuyện đó xảy ra. Phải tới những lúc thực sự nguy hiểm đến mạng sống thì Tiêu Viêm lại xuất hiện như một vị thần, ngăn cản công kích và giải cứu Mỹ Đỡ Toa. Sự xuất hiện của hắn khiến phía Sa Mã Đế Quốc lập tức có khí thế trở lại. Hắn đưa cho Mỹ Đỡ Toa một viên đan dược khôi phục thể lực. Mỹ Đỡ Toa tự chọn đối thủ, còn hắn sẽ ngăn cản tên còn lại. Nhạn Lạc Thiên thấy thực lực của nam chính chỉ có đấu hoàng nên hoàn toàn không e ngại, thậm chí còn mỉa mai cho rằng Tiêu Viêm chỉ là tên nhóc vắt mũi chưa sạch, thảo nào Sa Mã Đế Quốc lại thảm thương tới mức này. Tiêu Viêm nghe vậy cũng ngỏ ý sẽ cho bọn chúng được sáng mắt. Tự nhiên được yêu cầu lui về sau, ba tên trưởng lão tự tin xử lý Tiêu Viêm trong vòng 10 chiêu. Nhạn Lạc Thiên và Mỹ Đỡ Toa nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu. Còn ba trưởng lão thì trước khi động thủ vẫn tranh thủ động khẩu, còn chưa giao thủ mà đã gáy. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Thiên Hòa Tam Huyền Biến gia tăng thực lực. Ba tên kia thấy vậy vẫn tỏ vẻ khinh thường, bọn chúng cũng bắt đầu bộc phát đấu khí. Tiêu Viêm lấy tốc độ sấm sét lao về phía bọn chúng. Một tên trưởng lão khinh thường nên chủ động lao lên, kết quả là bị đánh cho sấp mặt. Đến đây thì bọn chúng mới nghiêm túc, không còn cách đánh lẻ nữa mà chơi hội đồng. Tiêu Viêm cầm Huyền Trọng Xích lao về phía lão già béo mập, nhưng tên kia chỉ cần dùng lực lượng cơ thể đã chặn được đòn tấn công. Sau đó còn đẩy lui nam chính. Lợi dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình, Tiêu Viêm liên tục tấn công từng người nhưng thực lực tên nào cũng mạnh mẽ, tất cả đòn công kích của hắn đều không có tác dụng. Hóa ra bọn họ đã sử dụng một loại đấu kỹ gọi là Tam Thú Man Hoàng Quyết, có thể gộp sức mạnh lại một chỗ, nhưng mỗi lần chỉ có thể cung cấp thực lực đấu tông cho người đang đối địch. Điều này cũng đồng nghĩa rằng khi một người nhận được thực lực đấu tông thì hai người còn lại sẽ ít đi lực phòng thủ. Dù bị nhìn thấu chiêu thức của mình nhưng ba tên kia vẫn không lo lắng. Dựa vào tốc độ của Tiêu Viêm thì còn lâu mới vượt qua được tốc độ sức mạnh truyền vào. Tiêu Viêm nghe vậy liền thi triển đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động, biến hóa ra thêm hai cái phân thân, ba thân ảnh cùng nhau xông lên. Bà lão già buộc phải căng mắt chú ý nhưng chiêu thức của Tiêu Viêm lại quá ảo diệu, chẳng biết đâu là thật đâu là giả, đội phe địch nhanh chóng bị rối loạn. Tiêu Viêm thành công đánh lừa bọn chúng, sau đó tung một trưởng bát cực băng xử lý một tên trưởng lão. Mất đi một người, thực lực bọn họ lập tức bị giảm đi hơn nửa. Nhạn Lạc Thiên cực kỳ tức giận, ban nãy chưa đánh mà đã gáy to, cuối cùng lại chẳng làm nên tích sự gì. Hai tên còn lại không muốn bị mất mặt nên đã đâm lao phải theo lao, tiếp tục gáy thêm.
bọn họ cho rằng Tiêu Viêm chỉ là ăn may nhất thời mà thôi, có gì mà đắc ý chứ. Dù thiếu đi một người thì với thực lực đấu hoàng vẫn có thể xử lý một mình hắn. Tiêu Viêm đáp trả những lời này bằng cách thi triển tuyệt kỹ để ấn quyết. Nhưng còn chưa kịp để đấu kỹ được tung ra thì Tiểu Y Tiên đã xuất hiện phá hủy đi đấu kỹ của hắn. Rốt cuộc, Tiểu Y Tiên đến đây với ý tốt hay ý xấu thì vẫn chưa được tiết lộ. Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo để có đáp án nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!